Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình phát hiện được một chỗ nuôi gà, một trại gà rất là lớn ở ngay làng mình luôn cả nhà. Tại vì hôm qua mình chạy xe đi ngang, mình thấy có nhiều con gà chạy rong rong ở trên ruộng. Và cái chỗ mà nó chạy, cái ruộng rất là lớn luôn. Thành ra hôm nay mình lại quanh cái xe lại cái chỗ đó và cố gắng tìm kiếm để đến gần tận sát bên chuồng gà. Bây giờ đây cả nhà nhìn thấy cái xe màu xanh dương bên phải đó là những con gà và những con gà đen người ta thả. Mình chạy rà rà sát bên đây và mình tìm cái lối vô trong cái chỗ trại gà. Tới đây mình thấy có một cái ngã rẽ. Mình quẹo vô. Và người ta có đề những tấm bảng là bán trứng gà tươi. Mình chạy sâu vô một chút. Trời đang mưa cả nhà ơi. Đây ở bên trái có một cái thùng đầy cái bảng bán trứng gà tươi và bên phải là cái cổng lớn của nhà chính của trại gà. Và kế bên một cái nhà nhỏ nữa bên phải là cái máy bán gà, bán trứng gà tự động. Xin lỗi. Bây giờ mình tấp xe vô sát bên mép đường và sau khi nói chuyện với ông chủ xong thì ông chủ cho phép mình quay video nhưng với điều kiện phải lội ruộng chứ không được đi vô nhà ông. Bây giờ mình đang lội dưới ruộng cả nhà. Mình đã thay đôi giày bằng nhựa và lội tại vì ông chủ nói nếu mang đôi giày kia thì một lát cái đôi giày kia của mình giục luôn. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mang một đôi giày ống nhựa và đang lội và đang tiến tới gần cái đàn gà. Cái đàn gà lông đen này nó thấy mình đi gần tới thì nó chạy sát cái bờ rào và nó chờ. Chắc là nó nghĩ là mình cho nó thức ăn, thành ra nó đến đây và nó chờ mình. Nhưng khi mình đến gần không cho cái gì ăn thì nó lại đi chỗ khác, nó tản ra. Ở xa xa mình thấy có một cái xe kéo, một giống như một cái rờ mọt. Đây là cái chỗ cho gà tối nó chui vô hoặc là khi người chủ người ta lùa lên thì người ta sẽ kéo cái xe này đi một vùng khác, chỗ khác để cho nó nó hít thở không khí chỗ cái khu khác. Ở đây có đầy đủ nước luôn mình. Giờ mình đi vòng ở phía sau kế bên cái trại cái chuồng gà đen, bây giờ qua cái chuồng gà màu vàng. Cũng có những cái bờ rào bằng lưới người ta ngăn lại. Và những con gà này cũng vậy, nó thấy người đến là nó chạy ra, chạy sát lại mình. Và khi mình không cho gì ăn thì nó lại tản ra. Bên đây thì gọi cái giống gà này là cái lông màu vàng. Mình có hỏi thăm thì được biết cái trại gà này nó mấy chục năm rồi cả nhà, nó rất là lâu và nó bán trứng tươi ở đây. Ai cũng biết hết, con mình chưa biết thôi, mình mới biết được mấy ngày hôm qua với hôm nay. Những con gà này nhìn nó mập mạp và nhìn nó rất là mạnh khỏe cả nhà. Ô, có một con gà đen chạy lộn ở trong này. Tại vì mình thấy mỗi cái chuồng gà người ta bắt một tấm ván để cho con gà đi lên đi xuống. Nên có lẽ vì vậy mà nó chạy lộn qua chuồng bên khác. Mình xa Việt Nam lâu rồi, thành ra bây giờ nhìn thấy mấy con gà này mình mê mẩn luôn. Mình có hỏi thăm ông chủ để nói cái ý nguyện là mình muốn mua gà. Người Việt Nam mình rất thích mua gà mà gà thả ngoài đồng như vậy thì ông nói là ông không bán. Ông chỉ bán trứng thôi. Ông chỉ bán trứng tươi, mỗi ngày ông đến ông lụm trứng của nó và ông để vô cái máy tự động để ông bán. Những con gà này được nuôi rất là tử tế và đàng hoàng cả nhà. Thí dụ như người ta có những cái một nguyên cái nhà lớn luôn và những cái mái người ta xây bắp ra cho nó ăn. Và người ta không có cần những cái thức ăn ở bên ngoài đưa tới, người ta phải tự nuôi, tự cho ăn. Thì người ta tin tưởng hơn là những thức ăn mà mình đến mình cho, mình không có được phép cho những con gà này ăn. Chỉ có người chủ của nó được cho nó ăn thôi. Và khi đi vô cái nhà này thì mình thấy ngay cổng chính có hai chiếc xe ô tô và rất nhiều camera cũng như có một con chó bè xê rất là lớn nha cả nhà. Mình vừa thấy con chó nó đứng nó sủa lên là mình đứng im, không dám nhúc nhích luôn. Xong mình chui vô xe mình ngồi mình đợi.
Đợi đến khi thấy có một người đàn ông xuất hiện thì mình vẫy tay từ xa và mình chào xin được nói chuyện. Ở trong làng mình có nhiều điều hay và thú vị mà từ hồi nào giờ mình không biết. Bây giờ mình ở không, thành ra mình hay đi vòng vòng và khám phá được những cái điều thú vị này. Có nhiều điều mình không biết thì mình về mình hỏi chồng mình. Tại vì chồng mình là thổ địa lớn lên từ nhỏ ở đây, thành ra chỉ cần nói tới trại gà là chồng mình biết tên luôn của người chủ nữa. Mỗi một cái nhà cho gà ở đều có cái rào trận ở ngoài cả nhà. Thỉnh thoảng mình có đọc được là những cái rào đó nó có sợi dây điện. Có thể người ta để cho những người muốn vô ăn cắp gà, người ta phải giật mình vì cái đó. Và đây là vòng phía sau. Chỗ này rất là sình sình nhiều hơn ở phía trước nha cả nhà. Mình lội vô phía sau và mình đi vòng qua phía sau để mình đi coi những cái mái, những cái chỗ mà người ta sản xuất, người ta làm ra thức ăn cho gà nó như làm sao. Và đây là những cái mái ở trong trại gà nè cả nhà. Có tất cả bốn cái mái mà mình không biết để làm cái gì. Mình nghĩ là cái xay ra cái nhuyễn và để cho nhuyễn, và một cái đây để chở đi ra chỗ mấy cái chuồng gà. Tại vì ở đây không có ai ở đây nên mình không có hỏi được cả nhà ơi. Mình chỉ suy nghĩ vậy thôi. Và bây giờ mình lại lội ngược trở lại chỗ cái khu con gà đen hồi nãy nha cả nhà. Tại vì tới chỗ đó là chận lại mà đường nó sình lầy quá, mình không có đi được, mình phải đi vòng ngõ khác để vô cái chỗ mà để máy móc. Mình thấy ở cái xe màu xanh này nó có hai cái tấm ván bắt xuống để cho gà chạy lên chạy xuống. Và ở sát hai cái tấm ván này có một cái máng thức ăn để cho gà ăn. Ở xa quá mình không có thấy được là nó ăn cái gì. Và mình thấy ở một góc cũng có hai cái thùng phi đựng nước. Và cái cánh đồng này, cái chỗ mà người ta nhốt nó, người ta nuôi nó rất là lớn, rộng lớn lắm cả nhà. Nó chạy thoải mái giống như là ở ngoài đồng, không có bị ngăn chặn bởi mấy cái lưới này. Mấy con gà này mà nếu mình mua được mình nuôi thì mình ăn thì rất là ngon. Đây là cái bảng cảnh báo điện ở nhà cả nhà. Đây là nó ghi là coi chừng lưới điện, lưới có điện, hàng rào có điện. Rồi đây là cái chỗ cho cái đám gà nó ngủ. Và mình thấy ở phía dưới cái xe này, cái rờ một này có cả rất nhiều rơm. Mình không biết là rơm làm cái gì. Tại vì mình không có vô trong được, cũng như mình không gặp được ông chủ nữa. Ông đã lái xe đi rồi. Để mình hỏi. Mình chỉ có đi vòng vòng và ngó những con gà này. Cũng giống như là ngó mà nhớ về Việt Nam, cũng như muốn mua, muốn có những con gà này. Kiểu như mình quá thèm cái thịt gà tươi, cái gà thả ngoài đồng ở như ở Việt Nam á cả nhà. Qua Đức lâu rồi mà mình cũng chưa bao giờ ăn được cái thịt gà nào coi như là ngon giống ở Việt Nam hết. Mặc dù ai quảng cáo cái gì là mình cũng chạy mua cái đó, nhưng mà không có giống. Chỉ có 70-80% là nhiều. Đây là một loại gà khác nữa cả nhà. Nó nằm phía bên trái. Và mình đã vô được cái nhà của chứa thức ăn của gà. Có một cái xe tải rất lớn vào dưới đất là để mình đi lại gần mình coi da dưới đất là đất à, dưới đất là bắp bắp khô. Xin lỗi mình nói lộn. Dưới đất là bắp khô nha cả nhà. Nhưng mà người ta đổ ở đây để người ta trải cho nó khô thôi, người ta còn phải chế biến lại nữa. Và đây là một cái máy nghiền, nó nằm sát cái chuồng gà ở phía ngoài để nghiền nhỏ thức ăn ra. Mình thấy trong này chỉ có bắp thôi, không có cái chất khác cả nhà. Mình
Lần sau mà mình đến gặp ông chủ mình sẽ hỏi nhiều hơn. Hồi nãy ổng đi gấp quá mà mình sợ mình quay video ổng la. Mình xin quay ổng cho nhưng mà mình sợ mình hỏi nhiều quá ổng la, ổng không cho quay nữa. Thành ra mình không có dám hỏi nhiều. Đây cái máy nghiền thức ăn rồi nó nằm sát phía ngoài chỗ trà gạo cái chuồng gà. Bây giờ mình vòng ra phía trước nha cả nhà. Ở phía trước, cái chỗ trước cái máy bán trứng tự động, mình sẽ thấy những tấm bảng này. Ở đây có bán trứng tự động qua cái máy tự động. Đây là một cái cánh đồng rất là lớn cả nhà. Ở bên trái có mấy cái bàn người ta để những cái hộp vỏ trứng hoặc những cái bịch giấy đó là những cái bánh mì của dân người ta đem đến. Và đây là cái máy tự động mà mình quay thật gần cho cả nhà nhìn thấy. Người ta đề ở trong này, cái ngăn này có 10 trứng và giá 3 đồng và không có sơ chia, là không có phân loại nha cả nhà. Coi như giống như nó lộn xộn tùm lum trứng lớn trứng nhỏ người ta để chung với nhau. Và đây là cái chỗ để mình, chỗ này là đổi tiền giấy ra tiền tiền xu, tại vì máy chỉ nhận tiền xu thôi. Nếu mình không có tiền xu thì mình bỏ tờ giấy của mình vô, tờ giấy tiền giấy vô và đổi ra. Và ở đây là mình chọn cái bao nhiêu cái vị trứng. Và đây là cái ngăn chứa trứng. Và cái máy này mình đi lui và nhìn ở xa. Bên trái có cái bàn trắng nhỏ và có mấy cái bọc bánh mì, nhưng mà ông chủ sẽ không lấy bánh mì để cho gà ăn. Và đây là một ông người Đức, ông đã chỉ mình cách mua, tại vì mình chưa từng thấy bao giờ. Ông rất là thân thiện và nói dạ khi mà mình muốn quay video hoặc mình muốn mua làm sao. Ở ngay cái sát cái máy bên phải người ta có đề cái số điện thoại của người chủ. Thí dụ mình muốn mua nhiều hay mình muốn cái gì thì mình điện thoại cho người đó. Những cái máy bán tự động này thì mình hay thấy ở những cái nhà ga lớn, chứ mình ở trong cái làng nhỏ này mình chưa từng thấy bao giờ cả nhà. Mà mình về nói chồng mình thì chồng mình nói cái nhà mà chỗ bán trứng này 40 50 năm rồi, cha truyền con nói lâu rồi, ai cũng biết. Ở bên trái trên cái bàn có những cái hộp đựng trứng, khi người ta mua xong thì lần thứ nhì người ta đem đến, lần sau người ta đem đến thì vỏ trứng người ta để đó, người ta lấy cái hộp mới để người chủ người ta không phải tốn tiền mua cái vỏ và mình cũng không phải đi dục thùng rác nha cả nhà. Đây là những cái vỏ trứng, cái hộp không, người ta cho lại người chủ bán trứng và người chủ lại tiếp tục đựng trứng cho mình. Cái bảng chỉ chỗ bán trứng nhìn đẹp ha cả nhà, nó cắm sát ngay đối diện của cái nhà bán trứng này. Và cả nhà thấy ở chung quanh cánh đồng này rất là xình lầy tại vì trời mưa và bây giờ đang mùa đông nữa cả nhà, trời vừa lạnh mà vừa xình. Chỉ con đường chạy vô tới đây là thôi, xe mình chạy tới đây là mình phải ngừng. Xe mình ngừng sát chỗ cái máy bán trứng này và mình đi bộ lội vô hồi nãy giờ. Lội vô ruộng chỗ mấy cái chỗ chuồng nuôi gà cả nhà. Hôm nay mình rất vui khi được quay toàn cảnh cái trại gà này. Và bây giờ mình ra xe chạy về nhà nha cả nhà. Ở đây nó nằm sát với cái đường lớn, xe chạy ồ ồ, nhưng mà xe ở đây người ta chỉ cho chạy tốc độ 70 cây số một giờ và mình đang từ từ chạy ra. Bây giờ mình chỉ được quẹo phải, mình chạy ra và đi về nhà. Trời thì âm u và rất lạnh cả nhà. Mình đi đâu cũng xách theo một cái chai cà phê để lạnh quá chui xe ngồi uống. Alo cả nhà, mình xin tạm dừng video ở đây, mong đón nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của cả nhà. Facebook của mình như ảnh đại diện ở YouTube nha cả nhà. Bye bye.